Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái cầu thang sỉ bậc như này nè. Đó, cầu thang sỉ bậc là nó sẽ giống như cầu thang bình thường nhưng mà ở ngay chỗ này nó sẽ có cái bậc nè các bạn. Đó, thấy bậc nó chia bậc không? Ngay chỗ chú nghỉ chia bậc nè. Nè. Rồi ok nha. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ ghi mặt bằng cho mình. Ở đây mình sẽ mặt bằng là ở đây mình sẽ có hai level, đó là level 1 và level 2. Bây giờ mình sẽ về mặt bằng. Cái level này là level 1 cách level 2 là 4 mét nha. Rồi bây giờ mình sẽ về level 1 ở đây. Bây giờ mình sẽ đo cầu thang này ra thử là kích thước nó bao nhiêu. Rộng 1 ngàn nè. Dài 3,3 m. Kẻ chiều rộng là 2,750 m. Khoảng trống này là 7,50 m. Bên này là 1 m. Rồi ok, giờ vẽ y chang là vậy thôi. Và mình sẽ nói được một cái lưu ý khi mà vẽ cầu thang này nha. Rồi bạn đầu tiên bạn vào Architecture cho mình. Đây nha. Click vào, sau đó chọn Stair. Đây. Stair đây. Đó. Thì ở bên bảng Property này á, các bạn sẽ sổ nó xuống. Và chọn cho mình là cái cầu thang là Cast in Place Stair. À. Cầu thang này là bê tông nha, nút tại chỗ nha, chọn vào. Thì đây á, nó sẽ cho mình là từ level 1 nè, bay level là level 1, đến top level là level 2, đây level 2. Đó, cầu thang nó sẽ cao từ level 1 đến level 2. Dimension, design number là số bậc là 22 bậc nha. Đó, chiều cao của cổ bậc là rise, height là 181. Chiều rộng của cái bậc á, bước đi á, là 250. Ok. Rồi bắt đầu là mình sẽ chọn vào một Modify Gray Stair. Chọn vào cái bút này nè là Gray Sketch nha. Chọn vào. Thì cầu thang á, nó sẽ có hai ba loại. Đầu tiên á, là cái Boundary. Boundary là những cái nét bao bên ngoài, có nghĩa là cái nét bao bên ngoài cầu thang á. Còn riser là cổ bậc, có nghĩa là khi mà mình chia bậc mình mới dùng cái riser này, và stair path đây là cái đường dẫn đi của cầu thang ha. Rồi ok, bắt đầu vẽ này. Bây giờ mình sẽ vẽ đường bao trước này. Đường bao là 3 mét đó. Rồi nó sẽ rộng ra là một mét đúng không, rộng ra đây 1 m. Mình sẽ dùng bit line đây, sau đó là nhập vào offset là 1.000. Tiếp tục phần chính giữa là 750. 750. Vẽ nhanh nha các bạn chú ý nha. 1 mét. Có một cái đường ngang như thế này. 1 mét. Nè. Rồi ok, đã có cái đường viền rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ, bắt đầu vẽ sỉ bậc nha. Để chia bậc các bạn chọn vào riser cho mình nha. Riser đây, click vào đây. Rồi, chia bậc ra. Chỗ này là 250, cách 250 mà bậc. Chọn riser, chọn bitline 250. Đó. Tiếp tục chọn riser đã vẽ những cái bậc dưới đây. Thì mình cũng tương tự mình chọn bitline và 250 thôi. 1 2 3 4 5. Các bạn cứ bit ở đây nha. 11 riser gray là số bậc đã tạo ra, và 11 remain là cái số bậc còn lại. Mình cứ làm sao để cái số con số bên này nè, số 11 remain này nè, nó thành con số 0 là được. Cứ bít hết đi. CO. Đó. Thì đây nó đang là số âm 2 nè các bạn. Hiện âm 2 có nghĩa là đang dư hai bậc nên xóa hai bậc đi. Rồi, không rồi đó, không remain rồi ha. Ok nè, bây giờ trim lại.
Sau khi đã xong thì còn cái đường dẫn nữa là xong. Đường dẫn là chọn stair path đây. Đây nha. Mình làm rất là chậm nha, các bạn lưu ý á. Ok đây. Chỗ này là 1 m. Chỗ này cũng 1 m. Thì ok, bây giờ á là bây giờ mình sẽ kết thúc lệnh thử nó có ra được hay không nha, rồi sau đó mình sẽ nói một cái chú ý rất quan trọng trong cái cầu thang này, nếu mà thiếu là không bao giờ quay được nha. Ok. Lại. Rồi được rồi. Xong. Đó bây giờ qua 3D nè. Đây cầu thang mới bị của mình đây. Bạn thấy chưa? À, đẹp chưa? Rồi các bạn lưu ý một cái rất là quan trọng nè. Một số trường hợp là mình sẽ không vẽ được cái cầu thang này khi mà cái bề rộng của bậc này này 1 m và bề rộng của cái chỗ chú nghỉ này là cũng là 1 m. Thì thường nha, một số lần là mình vẽ bị lỗi là sẽ không được. Nó bắt yêu cầu cái chú nghỉ này này, cái chỗ mà mình phần này này nó phải lớn hơn 1.000, có nghĩa là 1.050 hoặc là 1.100 gì đó, nói chung là lớn hơn 1.000 là được, nó cho vẽ nha. Còn trường hợp này là sao hơn hơn là vẽ được này, là các bạn lưu ý, nếu không vẽ được thì bạn tăng cái chỗ chiều rộng này lên thêm 50 ly nữa nha. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để mà nhận được những cái thông báo mới về video mới. Bye bye.